Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong được cho là đang cùng con trai cả Lucas có mặt ở Úc. Thời gian gần đây, Tạ Đình Phong cùng con trai cả Lucas đang có mặt ở Úc du lịch và trượt tuyết. Theo đó, một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp hai bố con nam tài tử khi họ có mặt tại Melbourne, Úc. Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm được công chúng quan tâm. Bởi lẽ, từ khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn tới nay đã hơn 10 năm, nam tài tử gần như không xuất hiện cùng con trai. Thế nhưng điều khiến công chúng chú ý hơn cả chính là việc hiện tại Trương Bá Chi cũng đang ở Úc. Theo đó, một người hâm mộ đã tình cờ gặp Trương Bá Chi khi cô đang có mặt tại Rochdale, Úc. Ngay lập tức, thông tin cho rằng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong cùng con trai cả Lucas sang Úc khiến công chúng xôn xao. Nhiều ý kiến bình luận rằng có vẻ như Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đã có dịp hội ngộ sau nhiều năm ly hôn. Nguyên nhân tới từ chính cậu con trai cả Lucas. Mới đây, phía quản lý của Trương Bá Chi đã lên tiếng về thông tin này. Quản lý cho biết hiện tại Trương Bá Chi đúng là đang ở Úc. Tuy nhiên, nữ diễn viên sang Úc với mục đích thăm gia đình. Được biết, lúc nhỏ Trương Bá Chi từng có thời gian sinh sống và học tại Úc. Đa số người thân, bạn bè của Trương Bá Chi cũng định cư tại đây. Do vậy, người đẹp tranh thủ thời gian này sang thăm họ hàng, bạn bè. Về nghi vấn Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong hội ngộ, phía quản lý từ chối phản hồi. Nguồn: Sohu.